Tủ cánh kính tự động thông minh MS2090 được sản xuất bởi thương hiệu Eragon, thiết kế cánh kính tự động thông minh được trang bị cảm biến điều chỉnh. Chỉ với một thao tác chạm nhẹ, tủ sẽ tự động mở ra và đóng lại. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi video của Khánh Vy Home. Bạn muốn tạo điểm nhấn giúp không gian bếp của bạn trở nên đầy phá cách, sang trọng hơn, muốn cho bất cứ ai khi bước vào căn bếp bạn đều thích thú. Vậy thì chiếc tủ cánh kính tự động thông minh MS2090 được sản xuất bởi thương hiệu Eragon chính là thứ bạn muốn tìm. Và cùng Khánh Vy Home tìm hiểu chi tiết về sản phẩm này nhé. Chiếc tủ cánh kính tự động thông minh Eragon MS2090 có một số thông số nổi bật như sau. Về tổng thể thiết kế vô cùng sang trọng và hiện đại, kích thước tổng thể chiều rộng nhân chiều cao nhân chiều sâu là 900 x 780 x 355mm, chiều rộng của tủ là 900mm. Tủ cánh kính tự động thông minh được trang bị cảm biến điều chỉnh, chỉ với một thao tác chạm nhẹ, tủ sẽ tự động mở ra và đóng lại, và cảm biến bình thường ngay cả khi tay bạn ướt hay là dính dầu mỡ, một ưu điểm vượt trội không phải dòng sản phẩm nào trên thị trường cũng có được. Hệ thống đèn với 7 màu sắc thay đổi tùy ý tạo nên điểm nhấn cho căn bếp của bạn, giúp không gian tủ bếp của bạn trở nên sang trọng và ấn tượng hơn. Mặt ngoài tủ được làm bằng kính cường lực cao cấp, chống va đập cực tốt, hơn nữa thì chúng còn sáng bóng và rất dễ dàng vệ sinh. Bề mặt xung quanh tủ được làm từ chất liệu gỗ MFC, chống ẩm, phủ melamin. Và đây là chất liệu có độ bền rất cao, chống ẩm tốt, chịu lực tốt, đang rất được ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Nếu bảo quản tốt thì tủ có thể sử dụng bền đẹp lên tới 15 đến 20 năm. Tủ hoạt động nhẹ nhàng, êm ái và không gây tiếng ồn khó chịu cho người sử dụng. Khánh Vy Home là đơn vị được Eragon Việt Nam chứng nhận là đại lý phân phối chính hãng thương hiệu Eragon tại Việt Nam. Và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng và giá thành khi mua các sản phẩm Eragon tại Khánh Vy Home. Tủ cánh kính tự động thông minh Eragon MS2090 chắc chắn sẽ là điểm nhấn giúp cho không gian bếp của bạn trở nên đầy phá cách, sang trọng hơn, và bất kỳ ai khi bước chân vào căn bếp của bạn thì đều phải thích thú ngay từ cái nhìn đầu tiên với phụ kiện tủ bếp Eragon này. Và các bạn hãy ghé qua các cửa hàng của Khánh Vy Home để trải nghiệm sản phẩm, hoặc truy cập vào website www.khanhvyhome.com.vn để biết thêm chi tiết sản phẩm nhé. Hãy like, share và subscribe channel Khánh Vy Home để theo dõi nhiều video hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.